Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 3 phương tiện liên quan đến bơm hút vận chuyển cát trái phép. Trước đó, trên tuyến sông Vàm Bà thuộc địa bàn xã Tam An, huyện Long Thành, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang một ghe gỗ đang bơm hút cát trái phép. Khi lực lượng công an yêu cầu dừng ngay các hoạt động bơm hút cát để kiểm tra, thì một số đối tượng trên ghe đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Kiểm tra thực tế, công an phát hiện trên ghe có khoảng 9 mét khối cát. Qua làm việc với anh Trần Hoài Thanh, sinh năm 1985, quê tỉnh Long An, người điều khiển, chủ phương tiện này chưa xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như hóa đơn chứng từ nguồn gốc số cát nói trên. Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng còn phát hiện hai thuyền gỗ đang neo đậu gần khu vực bơm hút cát đều có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện vận chuyển này đều hết hiệu lực.